sáng ngày 23 tháng 3, Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững huyện Mường Lát đã chỉ đạo tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp xã năm 2023 tại xã Tam Trung. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã có rừng, lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các lực lượng tham gia diễn tập xã Tam Trung. Cuộc diễn tập được chia thành hai phần, phần cơ chế và phần thực binh. Ở phần cơ chế, xã Tam Trung đã xây dựng phương án tổ chức chuẩn bị phòng cháy chữa cháy rừng. Phần thực binh, sử dụng sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, thực hành ứng phó cháy rừng. Phần thực hành với tình huống giả định vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 năm 2023, trong khi tuần tra bảo vệ rừng, tổ tuần tra đã phát hiện đám cháy thuộc địa bàn bản Bọ, xã Tam Trung. Nguyên nhân là do sự bất cẩn của bà con nhân dân trong việc đốt nương làm rẫy. Ngay sau khi nhận được tin báo, trưởng bản đã đánh trống, huy động lực lượng dân quân tại chỗ cùng bà con nhân dân làm việc gần khu vực cháy, cơ động đến nơi xảy ra cháy tham gia chữa cháy. Do thời tiết hanh khô nhiều và gặp vào thời điểm gió mạnh, đám cháy ngày một bùng to, lan rộng, rất khó khăn trong việc dập tắt đám cháy của lực lượng tại chỗ. Trưởng bản Bọ đã báo cáo đề nghị xin tăng cường lực lượng của xã. Ban chỉ đạo xã đã huy động lực lượng cơ động của xã nhanh chóng đến khu vực xảy ra cháy cùng với nhân dân bản Bọ tham gia chữa cháy rừng và giúp đỡ sơ tán người, tài sản của nhân dân, đồng thời kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo huyện. Sau gần một tiếng, với sự hiệp đồng của các lực lượng và nhân dân, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và của. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi rút kinh nghiệm sau diễn tập, đồng chí Hoàng Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững huyện, đánh giá cao công tác chuẩn bị, các điều kiện tổ chức tốt cuộc diễn tập cháy rừng xã Tam Trung. Nội dung diễn tập đã bám sát kịch bản, đạo diễn và đạt mục đích yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động thực binh ở một số nội dung cho thấy cuộc diễn tập còn một số hạn chế nhất định, như một số đơn vị tham gia chữa cháy còn lúng túng, một số lực lượng chưa nắm chắc được nội dung và bản chất của tình huống, phát lệnh chữa cháy chưa có địa điểm cụ thể, tại lô khoảnh thừa nào, tinh thần chữa cháy chưa được khẩn trương, chưa nhiệt tình, hướng dẫn chưa rõ ràng, đầy đủ theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng chí đề nghị sau cuộc diễn tập, cấp ủy chính quyền xã cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức phòng chống thiên tai nói chung, phòng cháy chữa cháy rừng nói riêng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Thông qua diễn tập để đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, xử lý các tình huống cháy rừng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân và các chủ rừng, đặc biệt là một bộ phận dân cư sinh sống gần rừng, hiểu rõ tầm quan trọng của rừng cũng như những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đây cũng là dịp nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng, sự phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn, cũng như củng cố kỹ năng, kỹ thuật cho các lực lượng chức năng và chủ rừng, các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng, cán bộ và nhân dân nơi có rừng. Đồng thời, bổ sung hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, sát thực tiễn tình hình địa phương, cũng như đẩy mạnh việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương trước mọi tình huống xảy ra đạt kết quả tốt nhất.